xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một cái series nữa để gửi tặng bạn Thảo Phương nhá. Một con xúc xích màu vàng. Đấy rồi, thanh niên xúc xích màu vàng rất đẹp. Chơi quả mắt lổ mắt xịt này đi nhờ. Ok, let's go. Một con xúc xích màu vàng. Lụm chảo. Một pha quăng xe rất hay luôn. Thanh niên áo tím á. Phải đi rình rập nó các bạn ạ. Phải đi rình rập nó mới được. Tiếp tục là một pha quay xe nữa. Ba pha liên tiếp rồi. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai thanh niên này đang định làm gì đây? Múa lửa với chúng tôi. Múa lửa này. Wow, đông thế nhờ. Và khu vực này là khá đông. Ây da, nguy hiểm. Lùm chảo. Lữ hoàng băng giá với chúng tôi à. Wow, có đồ ăn free rồi. Thanh niên này tốc biến nhanh thế nhở. Em Lữ Hoàng băng giá này mình đã tha cho rồi. Đã tha cho rồi mà không chạy này. Ây da, khét thế nhờ. Và một con sâu đầu hình binh hành. Hai con luôn các bạn ạ. Khá là nguy hiểm. Khu vực này rất đông. Nguyên một tập đoàn rắn ở đây. Áo xanh à? Ui, thanh niên áo xanh vừa mới mất nái kìa. Thanh niên đã có một pha lao xe đi thẳng vào lòng đất. Nguy hiểm quá. Đấy rồi, đồ ăn free. Quá là mượt mà. Uầy, một con siêu to khổng lồ kìa. Khét thế nhờ. Thanh niên siêu to của chúng ta đã có một pha mất nái. Bằng top 8 server cho bạn Thảo Phương nhá. Uầy, không hợp lý cho pha vừa rồi. Con rắn top 1 nó lao rất nhanh các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với một trận đấu nữa nào. Ây da, chú em này. Một thanh niên may mắn. Thanh niên may mắn này. Khá là nguy hiểm. Phải tiêu diệt bằng được nó các bạn ạ.
niên may mắn với chúng tôi à? Con rắn này dẻo thế nhờ, như một vận động viên điền kinh. Pha này thì thoát làm sao được. Và một con phượng hoàng nửa đã xuất hiện. Lụm chảo uầy. Khét thế nhờ. Thanh niên quá may mắn cho pha vừa rồi. Cuối cùng thì em ấy cũng đã bay mau. Ây da, khá là đông các bạn ạ. Áo xanh với chúng tôi. Uầy, nguy hiểm thế nhờ. Lũm chảo mày hả bưởi. Chạy đi đâu cho hết nàng. Wow, một con rắn khoang các bạn ạ. Một thanh niên rắn khoang. Em ấy đã bị mình bao vây rồi. Ây da, nguy hiểm. Không chơi với mấy con rắn bé này. Mấy thanh niên rất nguy hiểm các bạn ạ. Batman với chúng tôi. Chạy đi đâu uầy. Đấy rồi, thanh niên áo đỏ. Mày hả bưởi. Pha này thì thoát làm sao được. Vâng, con rắn của bạn Phương Thảo đã vào được top 18 server. Tiếp tục cuộc hành trình đi săn top 1 nhá. Lụm chảo mày hả bưởi. Phá quay xe căng đét. Nãy giờ vẫn chưa thấy top 1 xuất hiện nhờ. Mấy con rắn top 1 trốn rất kỹ các bạn ạ. Mày hả bưởi. Nhoi nhoi trước mặt anh à. Hoàng tiếp tục là em áo xanh này. Tiếp tục là em áo xanh này. Thanh niên áo trắng à. Chạy đi đâu. Thanh niên vẫn đang mải mê đi ăn đồ ăn. Khu vực này là hơi đông. Lụm chảo uầy. Càng thế nhờ. Ây
bước 1 trốn đâu mà kỹ thế nhờ. Không thấy con nào xuất hiện luôn. Chấm bi với chúng tôi. Chấm bi với chúng tôi này. Đấy rồi, lại là em rắn xanh ngọc. Và một con rắn vừa mới hồi sinh xong. Thanh niên đã có một pha hồi sinh đi thẳng vào lòng đất. Đấy rồi, một thanh niên vừa mới mất nái kìa. Quá là khét rồi. Lụm chào mày hả bưởi. Dám tranh ăn đồ anh của anh à? Dám tranh ăn với anh này. Lại là một thanh niên xấu số. Ok, chúng ta đã tiêu diệt được 30 con sâu rồi. Vâng, đã hoàn thành được nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tiếp tục là em sâu này. Một con sâu mất chỗ các bạn ạ. Sâu mất chỗ với chúng tôi này. Ấy da, một con voi kìa. Một thanh niên voi rất đẹp. Chạy đấu cho khỏi nắng. Lụm chào quá. Chú em này may mắn đấy. Thịt luộc em này. Một pha quay xe quá ngọt luôn. Vâng, top 8 server, top 7 server cho bạn Thảo Phương nhá. Vẫn chưa thấy top 1 xuất hiện các bạn ạ. Đấy rồi, cuối cùng thì một con top 1 đã xuất hiện. Một con rắn màu trắng siêu to khổng lồ. Lụm chào. Mày hả bưởi. Ây da, đồ ăn của anh nhá. Mày em rắn này lòi nhòi thế nhờ. Khá là nguy hiểm. Con vết chân chó này lòi nhòi nãy giờ. Đấy rồi, chúng ta phải tiêu diệt nó các bạn ạ. Vết quay khét thật sự luôn. Và một pha quay xe đi thẳng vào lòng đất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.